Hello mọi người, chào đón mọi người đang đến kênh Diva Các Thi Official, kênh Da Gồng, kênh Sài Gòn Go và kênh anh Danh Xe. Và mọi người nhớ ủng hộ và subscribe dùm các tất cả các kênh đang quay Các Thi tại 402 đường An Dương Vương, phường 10, quận 6. Từ 2 giờ mở cửa, 12 giờ mở cửa tới 2 giờ chiều là xuất hiện của Các Thi rồi. Và đặc biệt hơn nữa tới 10 giờ khuya là 22 giờ tối. Nếu còn khách vẫn mở tới 11 giờ để phục vụ cho gia đình mình. Và Các Thi có một cái thông báo là như thế này. Trong ngày mai là thứ bảy, là ngày 15. Ê, đúng là ngày 15 tháng 10. Thì quý vị hãy đến đây, quý vị sẽ được những cái phiếu bốc thăm trên quá đơn là trên 150.000. Là quý vị sẽ được nhận một cái phiếu bốc thăm và cộng tổng quá đơn nha quý vị. Bất kể quý vị đến bên trang trùng đi vào, quý vị ủng hộ thì quý vị tính tiền, quý vị hãy lấy quá đơn dùm cho Các Thi. 10.000 cũng lấy, 5.000 cũng lấy, để mình gom lại quá đơn trên quá đơn dưới, mình cộng ra cái số tiền. Rồi một lát nữa mình đi cứ đi lại quầy của Các Thi để nhận phiếu nha quý vị nha. Và đặc biệt cái phiếu bốc thăm, phiếu của người giữ và phiếu bỏ vô thùng, thì nó sẽ có hai phiếu, phiếu của người giữ và phiếu của Các Thi giữ. Thì Các Thi sẽ bỏ vào phùng thùng vào thứ tư hàng tuần. Thì Các Thi sẽ có một trò chơi bốc thăm và có khách ở đây, cả các vị khách ở đây thứ tư hàng tuần, thì quý vị hãy đến đây đúng 8 giờ rưỡi thì Các Thi sẽ chơi trò chơi bốc thăm trúng thưởng. Và trúng thưởng cái gì thì mọi người biết á, là một phần quà là khuyến khích là 10 bịch bánh tráng tổng trị giá là 300.000 ha quý vị ha, 10 bịch bánh tráng. Và phần quà thứ hai, một con gấu siêu to khổng lồ ha, hoặc là 400-500 gì đó. Và thêm một cái phong bao lì xì đặc biệt, có thể là 500.000 hoặc là 1.000.000 tùy theo thời điểm, là tiền tươi như quý vị để phục vụ cho quý vị. Chủ yếu là vui thôi, còn vấn đề không có cờ bạc hay là một cái gì hết nha quý vị nha. Chủ yếu là em tặng cho quý vị, chứ em không có kinh doanh trong cái những cái phiếu thăm đó nha quý vị nha. Cho nên quý vị hãy ủng hộ dùm cho bánh chắc của Diva. 402 đường An Dương Vương, phường 10, quận 6. Mong mọi người đến đây ủng hộ dùm cho Các Thi và chia sẻ. Và Các Thi cũng có cài app Rap nè, Bimin, rồi Now, rồi cái gì nữa ba? Mình còn nhiều lắm đúng không? Shopee Food nữa mọi người. Mọi người hãy gõ lên đó bằng cái gì? Không, gõ lên cái đập, ai mà không biết gõ điện thoại ha. Trời ơi, trời ơi, mọi người hãy gõ lên điện thoại. Bà nội ơi, để gõ lên cái tên gì mới hiện ra cái bánh tráng trộn của mình. Em gõ. Em gõ thử giùm cho Các Thi, cho em gõ. Ăn vặt Các Thi hả? Ăn vặt Các Thi chứ đâu. Đầu để gõ, chị gõ thử. Rồi bánh gáp cũng có phải không? Là Các Thi có cài hết á mọi người. Rồi, từ dưới bến xe miền Tây là cái gì vậy má? Rồi. Ăn vặt Các Thi. Rồi sao nó ra Các Đảng nè. Rồi. Bây giờ hình như nó chưa có hiện hình ở đây mọi người ơi. Ủa sao chị bấm qua không có ra nè. Hả? Rồi không ra nè. Đây đi và Các Thi bánh trộn. Ok. Đây mọi người. Đây. Ở trên nào, ở trên Rap nó có nè mọi người. Bánh tráng trộn à, đi và Các Thi bánh tráng trộn. Đó. Bà trời ơi má ơi má. Tôi cầm cái điện thoại tại địa điểm của tôi mà ngay cái địa chỉ của tôi nó tính tôi 16.000 tiền cước. Nó giao cho tôi 16.000 tiền cước. Vậy là tổng gần xa gì không biết. Mà gần đây là điều 16.000 tiền cước. Thì trong đây có chè dừa non lá nếp nè, chè xương sa hột lũ nè, chè xương sa hạt lũ bánh lăng nè, đậu hũ chân châu, sữa chua uống, rồi sữa chua úp ngược, rồi có đầy đủ đây mọi người. Đó, mọi người hãy qua bên cái app này, mọi người sẽ được những cái món ăn đặc biệt của Các Thi phục vụ cho mọi người nha. Đó, tha hồ mình lựa chọn. Mà và mọi người nào mà muốn đến đây mà ghẻ thì mọi người có thể là mình đặt hàng qua bên Diva Các Thi Shop. Thì Các Thi sẽ luôn luôn phục vụ cho mọi người. Mong mọi người nhớ đến địa chỉ 402 đường An Dương Vương, phường 10, quận 6 nha mọi người nha. Thì Các Thi cũng đã thống kê cũng như là thông báo với vấn đề mọi người. Mọi người thấy em bữa nay tóc đẹp không? Thì Các Thi sắp tới đây, Các Thi cái tóc của Các Thi á, có nhiều người hỏi á, tại sao tóc của Các Thi không có bị giống như là ở tuổi mà ba mấy á, thường thường hay bị gãy rụng á. Ở tuổi ba mấy hay bị gãy rụng. Nhưng mà riêng Các Thi có xài cái sản phẩm riêng đặc quyền của Các Thi, cho nên Các Thi không có sợ vấn đề mà gãy rụng hoặc là thối đầu. Dạ.
Nhưng quý vị, có nhiều người đội nón cũng có, mà đâu phải đồng nghĩa đội nón ai cũng tốt nhiều đúng quý vị. Có thể mọi người sẽ yêu cầu ai đó gỡ cái nón ra và mình coi à. À, tại vì có nhiều khi là ở ngoài là cái nón, nhưng ở trong là da đầu sao mọi người. Dạ, mong mọi người nhớ ủng hộ và chia sẻ. Thì các thiên mới vừa chủ tóc tại bên địa chỉ ông địa chỉ 254 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, tại Roku Nguyễn. Và các thi cũng có. Trời ơi, thôi để ngày mai các thi phát ra không? Có ai muốn làm tóc không? Được giảm 100%. Và tóc rất là đẹp nha mọi người nha. Làm rất là xuất sắc. Và đặc biệt chỉ để cho mấy chị ba tóc dài và các tóc nam và nữ và gội đầu luôn. Cái này các thi cũng quảng cáo. Vì người ta giảm giá cho mình, thì mình quảng cáo cho người ta. Thấy không? Thì các thi làm hồi nãy cũng có. Nó cũng tốn tiền nha mọi người nha. Cầm phi. Không phải mua ha, đưa cái menu cho chị lựa coi. Không, mình không cần phải mua. Thích thì mình lấy đây mình mua ủng hộ. Mình không thích thì không có sao. Đưa cái menu cho chị. Ha, mình muốn mua thì mình mua. Quán mà, quán thì giống như là mọi người hãy đến đây mọi người coi như là quán của người nhà của mọi người. Tao thích ngồi tới giờ nào tao ngồi. Không. Gì hết trơn, mọi người cứ tự tin, giống như mé này nó ngồi có bụi giờ nó không ăn cái gì nè. Đó. À, chứ mẹ ăn cái dẹp bàn. Dạ, nó ăn cái dẹp bàn quý vị. Dạ, cứ tức quý vị. Từ lúc mà con bé này nè quý vị nhìn nó nè, nó là vợ của Tiên Bồng Nguyên Sói chưa bắt giới. Nó là vợ của Tiên Bồng Nguyên Sói chưa bắt giới quý vị. Nó là anh em họ hàng của Thầy Thiên. Mà ngày hồi đó đó, quý vị biết không, nó mới qua đây á. Nó mới có 40kg rồi. Mà từ ngày các thứ ngay chưa. Bây giờ nó lên 105kg. Dạ, bây giờ thì thật sự nó nói với các thầy là chị ơi, chị đừng có tính ký em nữa, là chị sai. Chị hãy tính em bằng tạ. Tạ một à. Bằng tấn. Bằng tấn. Dạ, bây giờ nó thật sự nhiều khi nó đi, nó đâu có ngồi xe Honda được như bình thường. Bà nội, nó ngồi xe lâu quý vị. Cái máy ông mà dọn nhà cái chiếc xe màu xanh á. Mấy ba lớp là đúng rồi đó. Nguyễn BD tạo nghiệp hay nè. Dạ. Ủa? Em, hẳn dạ lên. Mày mập đâu phải mập xấu đâu Cương, Cương mập đẹp mà, Cương mập có duyên mà, Cương sợ cái gì. Tự tin lên, nói đi. Em mập nó đi. Ê, em nhiêu tuổi rồi. Ê chết cha, tôi đụng vô nó quên, nó không nói quay tối à. Chị đụng vô người Cương được không? Được, con bé nó cho phép quý vị. Dạ, cái quý vị. Con bé này á, thực sự ủng hộ các thi. Từ lúc mà, các thi mới vừa khai trương quán tới giờ 200 nha. Ừ đi. Ừ đi, quay phim YouTube coi. Ừ coi. Rồi. Giờ cứ ăn đồ ăn hết nhiêu rồi. Mấy trăm mời ăn có không? Quê. Bị gì? Tao mình rất ít. Hai hành hai gì bánh tráng. Mà cái đó vậy một cái. Thì đúng rồi. Mình ăn bánh tráng mình phải tùy theo cảm xúc. Người ta vui. Người ta khác. Người ta buồn. Người ta khác. Vậy là lúc bánh tráng trộn bánh tráng thì lúc đó nếu mà thật sự á chị trộn bánh tráng thì Cương phải cười. Không có mãi đó, nó sẽ đúng tại vì bánh tráng em mua. Ừ. Em cầm 100 ngàn em mua cái 75 ngàn còn 25 mua cái này nó hết. À. Thôi, cái thầy. Rồi. Cái thầy của Cương đừng ăn bánh tráng nhiều, không có tốt. Mà bây giờ Cương nghe lời chị, Cương muốn ăn nhiều không? Lấy cái thào á. Để đi chị làm đi. Cái thào cho Cương ăn. Mày cười mày mở con mắt mày ra coi. Con này mắt hiếp. Khi quý vị đến bánh tráng trộn Diva, quý vị sẽ được tận hưởng những cái món độc lạ thú vui tiêu khiển tại bánh tráng trộn Diva quý vị. Bé chào khán giả. Nó ngon không? Nói ngon đi. À, thêm trăm nữa. Nó ngon. Bây giờ 300 rồi đó. 300. Ngon không? Ngon. Nó thấy rất là ngon. Cười coi. Cười cho khán giả biết tôi đang kinh nghiệm coi. Đó, nó đây. Giờ cứ thương quý vị. À, cảm ơn quý vị luôn. Luôn đồng hành. Bé. Này nó không đông khuyên gì vậy. Nhà bà nội ơi. Cứ cái điện thoại đi mà. Nói với khán giả đi.
đồ ngon. Ở đây. Ủa cái gì? Chị đừng có vũ đít em nha. Bà vũ đít một lát bà lọt cái tao vô giọng. Em cực tối coi, nó dễ coi. Coi vậy coi. Mày á. Mày cười lên, vừa nói vừa cười lên. Dạ, đồ ăn rất là ngon, mấy bé này rất là khoái chí mọi người. Thật sự đồ ăn của các thi rất là chất lượng. Ai gì thấy đồ ăn ngon không? Vũ ăn cái gì ngon? Ăn cái vụ này nha. Ăn chưa? Ăn rồi. Bây giờ nói nè, là cái đứa cái gì? Ăn kem ngon, kem. Ngon không? Ngon. Ủa ngon sao vậy, gửi nước mắt vậy? Đó, điều lên. Dạ, biết sao ốc bu nhờ thịt kính thưa quý vị. Em làm không có kịp. Mà bây giờ con ốc bu luộc thôi. Mà ốc bu luộc thật sự nha, nước húp rất là ngon. Mà có nhiều người ta đến đây người ta húp ốc bu luộc á. Húp luộc luộc mà tôi cảm giác được. Và riêng cái chân gà, một người biết nước chấm nè. Đó, siêu que nước là nó bốc mùi mùi nướng của nó. Hơn nữa là khách đến đây trứng lộn á, mà bỏ vô chén á, là một nhà có thể bán một trăm mấy chục chén. Một trăm mấy chục chén trứng lộn á chị. 15.000, 17.000, 18.000. Lúc khai trương là em bán hơi cao. Tại vì em đâu có biết đâu. Em đâu có biết giá thị trường bao nhiêu. Mà mấy đứa nhỏ nó sắp giá trong đó luôn, nó không hỏi ý kiến em. Rồi đến khi em vừa nghe người ta phiền. Thì bà con của bác đến đây một người ăn một người cứ về hả cơn? Đây, lại đây. Liêu bà nội. Lại đây coi. Qua đây hai đứa coi. Chị lớn chị kêu mấy đứa phải qua. Hoặc chị kêu cái gì phải làm cái đó lên lầu đi. Nè, gần tôi mấy ông ta nói tôi quấy à, lại đây. À, gần đâu là em ở gần đây. Gần đây hả? Chào gia đình mình coi. Chào, à, khán giả bên YouTube coi. Chào YouTube. Em cười hay khóc vậy? Tuổi rồi. Dạ em 19. 19 tuổi dễ thương quá. Còn em 19 tuổi hả? Trời ơi, hai đứa này cái mặt giống ông ngoại em quá. Nó dở vậy. Đi học không? Còn hả? Em đi làm không học nữa. Cố gắng lên. Không sao, nó không lỡ nghỉ thôi. Cố gắng. Thành tài mới mốt qua đây mở cái tiệm bánh tráng cạnh tranh với tôi nghe không? Cảm ơn hai đứa nghe. Còn hai đứa có BD không? À đang chơi luôn. À. Trời má ơi, tôi BD già mà tôi nữa. Dạ xin lỗi má. Rồi, cảm ơn hai đứa. Ủa chị đụng có quấy nói thế. Không được. Okay, cảm ơn. Nhiều cảm ơn. Sợ đụng lắm, bây giờ mà đụng chai rẻ cái mất công bị mang quấy rối đó. Dạ. Rồi. Rồi đi em, ngồi đó đi em. Thì quý vị bây giờ là giờ. Giờ mà hầu như trong tuần là giờ. Trong tất cả các ngày trong tuần á. Bây giờ này là giờ. Là. Bà nội. Bà nói kìa. Đứng đó đừng có địch nha. Là mình sẽ áp dụng cái trò chơi nó chúng quý rất to những nó có giá trị nhiều lắm mà mình chơi mà chúng quý còn hai cây ba chắc bà nội ơi cảm ơn chị nhiều. Hello, có nhiều bà khán giả rất là dễ thương khi ủng hộ bánh tráng trụ đi ba. Con bé này mới mốt có gì phú chị không. Con bé này mới mập 10 kg bằng bé này. Hai đứa làm bạn có không? Bắt tay nhau coi. Bắt tay nhau coi. Rồi đồng hành cùng nhau lên mở. Cảm ơn.
Lý Thái Tổ mình á, làm rô cư Nguyễn làm được rất là chỉnh chu, tại vì người ta giảm giá. Dành giá cũng được, với lại màu đen đẹp. Cũng vui. Bị cái gì nói coi, tâm sự coi. Cái bà định nói cái gì mà có chuyện gì nói chị nghe, tâm sự chị nghe coi. Là thứ tư sao làm mấy bạn tới đây là đúng 8 giờ 8 giờ rưỡi á, là mấy bạn được bốc thăm chung được. Dạ đúng rồi, ngày 19 tháng 10 à, bốc thứ tư đúng là 19 tháng 10 ta đúng không? Ngày mai mốt mọi người giống như là 300 người được 2 phiếu. Vậy đó, cái tính tới đó. Đó, số lượng các thi phải có cái gì ăn. Sao bị gì? Không có sao đâu, bình tĩnh nè, bình tĩnh, không có gì hết. Đó. Được cơ. Không cưng nha. Ở đây là ok. Ví dụ mà mọi người nào muốn tổ chức sinh nhật thì mọi người hãy qua bên tổ chức sinh nhật bao nhiêu người, mọi người hãy qua bên Facebook Cát Thị Hoàng Kim hoặc là fanpage đi vào Cát Thị Shop, thì mọi người comment vô trong đó, mọi người bình luận vô trong đó hoặc là mọi người nhắn tin trực tiếp để cho Cát Thị biết, Cát Thị soạn bàn sẵn cho mọi người vào ngày nào, vào giờ nào, khung giờ nào và giờ giấc nào để cho mọi người làm sinh nhật tại bánh tráng trộn Diva luôn. Thì cũng có mấy bạn lên đây làm sinh nhật hoài, mấy bạn lên đây mấy bạn làm bình thường mà, thì mấy bạn làm vấn đề gì? Mình cũng không có vấn đề, mình tin phụ thu trên ghế trên bàn nhớ. Mình cứ ăn tới đâu mình tính tiền tới đâu. Không có cần phải chỗ mình lấy ngồi đông. Rồi báo với chỗ bán rồi bạn có liền phụ thu nam nô nha, nô chết nô. Dạ. Nô nô. Vàng. Vàng. Hả? Sao? Cảm thấy thoải mái chưa? Thôi nãy kẹo có mạnh dạng lắm à, sao quay về quay YouTube rồi lia rồi. Quá trời được quay bạn. Ừ, giống như là khách người ta 4-5 giờ, 5-6 giờ bây giờ ta làm gì không? Ta tập luyện quá, người ta ăn cơm, còn người ta mới sẽ còn cái tập đi mà. Ha, cho nên mọi người làm mà đỡ bây giờ thoải mái nhất. Về vấn đề những sợ ồn nào, sợ giống như là sợ bị bị ồn nào bị nấu nóng gì, sợ cái gì nấu nóng á. Thì mọi người tới đầu giờ và mọi người thích vui, thì mọi người tới 4 giờ 6 giờ đến đây là mình rất là vui. Tháo đủ mặt ở đây nữa. Đốt nhang vì bằng mọi người biết không, mình không
cũng như là thầy. Thầy cúng dường và thầy xin dựng thì cái địa chỉ này là anh có tiền bạc cũng như là buôn mai bán đắt các tiêu thương nhé mọi người. Kinh doanh cái gì cũng có tin tâm linh, tâm linh độ của mọi người nghe. Thầy rất là tin về tâm linh, thầy tin tí xíu là để ở trên này cũng thầy cũng đặc biệt. Đi cho con dùng làm ăn cái tiếng đài tiếng lộc. À mọi người, mình cứ cầu giá. Tôi nè. Chán nè. Đó chưa tự ta lại ôm tôi nghe. Đến khi tôi ôm tôi bị nóng. Cái nhìn eo đi nè trời không nhớ hả trời. Đi là cái. Không luôn. Không hết. Đứng đây đứng đợi. Đứng đợi đi má. Tổng mua đi.